Ảnh vệ tinh ngày 13 tháng 8 cho biết, tàu nghiên cứu hải dương địa chất Seahawk của Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia để tiến hành nghiên cứu trái phép tại vùng biển đó. Việc tàu Trung Quốc tiến hành hoạt động khảo sát trong EEZ của Malaysia mà không có sự cho phép từ chính phủ Malaysia là một hành động xâm phạm chủ quyền. Điều này có thể dẫn đến việc Malaysia bị suy yếu trong việc bảo vệ quyền tài phán của mình đối với các nguồn tài nguyên trong EEZ. Sự hiện diện của tàu Trung Quốc trong EEZ của Malaysia có thể gây căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Trung Quốc. Nó cũng có thể dẫn đến căng thẳng trong khu vực, khi các nước ASEAN khác cũng có tranh chấp với Trung Quốc về Biển Đông. Hành động này có thể khiến các cường quốc ngoài khu vực như Mỹ, Nhật Bản và Australia tăng cường can thiệp vào Biển Đông để bảo vệ quyền lợi của các nước nhỏ hơn như Malaysia, dẫn đến gia tăng căng thẳng khu vực. Vậy Trung Quốc dòm ngó gì ở vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia? Thứ nhất, EEZ của Malaysia, đặc biệt là khu vực ngoài khơi Sarawak và Sabah, có trữ lượng dầu mỏ về khí đốt đáng kể. Trung Quốc quan tâm đến việc tiếp cận và khai thác các nguồn tài nguyên này để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trong nước. Việc kiểm soát các nguồn tài nguyên này giúp Trung Quốc củng cố an ninh năng lượng và giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn cung cấp năng lượng từ bên ngoài. Biển Đông, bao gồm cả vùng EEZ của Malaysia, là nơi có nguồn lợi thủy sản rất phong phú. Trung Quốc có nhu cầu lớn về thủy sản để đáp ứng nhu cầu trong nước, và việc khai thác các nguồn tài nguyên thủy sản trong EEZ của Malaysia có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn. Thứ hai, EEZ của Malaysia nằm trong khu vực Biển Đông, một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới. Việc kiểm soát các vùng biển này giúp Trung Quốc củng cố quyền kiểm soát và ảnh hưởng đối với các tuyến đường vận tải quốc tế, từ đó nâng cao vị thế chiến lược của Trung Quốc trong khu vực. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên phần lớn Biển Đông thông qua đường chiến đoạn, bao gồm cả những khu vực nằm trong EEZ của Malaysia. Việc xâm phạm và tiến hành các hoạt động trong EEZ của Malaysia là cách để Trung Quốc khẳng định và mở rộng phạm vi yêu sách chủ quyền của mình, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Thứ ba, tàu nghiên cứu của Trung Quốc như Hải dương địa chất Seahawk có thể tiến hành các hoạt động khảo sát địa chất để thu thập thông tin về cấu trúc địa chất và tiềm năng tài nguyên dưới đáy biển trong EEZ của Malaysia. Những thông tin này có thể được sử dụng cho các mục đích khai thác tài nguyên hoặc phục vụ các mục tiêu quân sự. Thứ tư, Trung Quốc sử dụng các hành động thăm dò, nghiên cứu và khai thác trong EEZ của Malaysia như một phần của chiến lược vùng xám, tức là các hoạt động gây hấn mà không đến mức gây ra chiến tranh. Điều này giúp Trung Quốc từng bước mở rộng kiểm soát mà không kích động phản ứng quân sự mạnh mẽ từ các nước liên quan. Thứ năm, bằng cách liên tục thách thức chủ quyền của Malaysia trong EEZ của mình, Trung Quốc có thể gây áp lực buộc Malaysia và các nước ASEAN khác phải chấp nhận các yêu sách của Trung Quốc hoặc ít nhất là không chống đối mạnh mẽ. Điều này có thể dẫn đến sự chia rẽ trong ASEAN và giảm khả năng phản đối tập thể đối với Trung Quốc. Điều đáng nói là chính phủ Malaysia có thể không phản ứng mạnh mẽ trước hành động xâm phạm trái phép của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của mình. Tại sao vậy? Vì sự phụ thuộc kinh tế của nước này vào Trung Quốc là quá lớn. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia. Với các mối quan hệ kinh tế sâu rộng, Malaysia có thể lo ngại rằng việc phản ứng mạnh mẽ sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ kinh tế này, dẫn đến các biện pháp trả đũa từ phía Trung Quốc như hạn chế thương mại, đầu tư hoặc các dự án cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường PRI. Cũng có thể Malaysia không muốn đẩy tình hình đến mức đối đầu quân sự với Trung Quốc, một cường quốc quân sự lớn hơn rất nhiều. Chính phủ có thể lựa chọn các biện pháp ngoại giao và thương lượng thay vì đối đầu để tránh làm leo thang căng thẳng và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Malaysia thường áp dụng chiến lược ngoại giao cân bằng, không muốn quá phụ thuộc vào một cường quốc nào. Phản ứng mạnh mẽ với Trung Quốc có thể khiến Malaysia rơi vào tình thế phải dựa nhiều hơn vào các cường quốc khác như Mỹ, điều mà chính phủ có thể muốn tránh để giữ sự độc lập trong chính sách ngoại giao. Một yếu tố quan trọng là Malaysia có một cộng đồng người Hoa lớn và có ảnh hưởng. Chính phủ có thể lo ngại rằng việc phản ứng quá mạnh mẽ với Trung Quốc có thể gây ra căng thẳng nội bộ hoặc làm tổn hại đến mối quan hệ giữa các sắc tộc trong nước. Ngay chính trong nội bộ chính phủ Malaysia có thể không đồng nhất về cách tiếp cận đối với vấn đề Biển Đông. Một số lãnh đạo có thể ủng hộ một cách tiếp cận mềm mỏng hơn, trong khi những người khác có thể muốn hành động quyết liệt hơn.
Điều này có thể dẫn đến sự do dự hoặc phản ứng không nhất quán trong các hành động của Trung Quốc. Chính vì thế mà Malaysia đang áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát, tìm cách vận dụng sự phản đối của các quốc gia khác như Việt Nam, Philippines, Mỹ và các nước ASEAN trước các hành động của Trung Quốc, thay vì tự mình đối đầu trực tiếp. Hôm ngày 14 tháng 8, truyền thông Việt Nam đưa tin, Tư lệnh lực lượng quốc phòng Malaysia thăm chính thức Việt Nam, sau đó là báo cáo về việc Việt Nam và Malaysia tăng cường hợp tác quốc phòng, nhất là về hải quân và không quân. Tại sao Malaysia lại chọn hợp tác với Việt Nam về quốc phòng, nhất là về hải quân và không quân? Cả Việt Nam và Malaysia đều có yêu sách chủ quyền và lợi ích trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của mình ở Biển Đông, nơi đang đối mặt với các hành động xâm phạm và yêu sách mở rộng từ Trung Quốc. Hợp tác quốc phòng, nhất là trong lĩnh vực hải quân và không quân, giúp cả hai nước tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và duy trì an ninh hàng hải trong khu vực này. Trung Quốc là một cường quốc quân sự có sức mạnh vượt trội trong khu vực, và các nước nhỏ như Malaysia và Việt Nam có thể gặp khó khăn khi đối phó đơn lẻ với các thách thức từ Trung Quốc. Hợp tác quốc phòng giữa Malaysia và Việt Nam giúp cả hai nước củng cố sức mạnh quân sự, nâng cao khả năng phòng thủ và tạo ra một lực lượng đáng kể hơn để đối phó với các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Hơn nữa, Malaysia và Việt Nam là thành viên của ASEAN, tổ chức khu vực có mục tiêu thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực Đông Nam Á. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước không chỉ giúp bảo vệ lợi ích riêng, mà còn đóng góp vào sự đoàn kết và sức mạnh tập thể của ASEAN, làm giảm nguy cơ bị chia rẽ trước các thách thức khu vực. Đặc biệt, Việt Nam có kinh nghiệm đáng kể trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh trên biển, đặc biệt là từ Trung Quốc. Hợp tác với Việt Nam cho phép Malaysia học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động quân sự, đồng thời cùng nhau phát triển các chiến lược và kế hoạch quốc phòng hiệu quả hơn. Trong một môi trường an ninh phức tạp như Biển Đông, khả năng tương tác và phối hợp quân sự giữa các nước là vô cùng quan trọng. Hợp tác trong hải quân và không quân giúp Malaysia và Việt Nam cải thiện mối quan hệ phối hợp tác chiến, chia sẻ thông tin tình báo và thực hiện các hoạt động tuần tra chung, tăng cường hiệu quả của các hoạt động quân sự. Mặt khác, cả Malaysia và Việt Nam đều có quan hệ với các cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, hợp tác quân sự chặt chẽ với nhau cho phép hai nước giữ vững sự độc lập trong chính sách quốc phòng, tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ cường quốc nào, đồng thời tạo ra một thế cân bằng chiến lược trong khu vực. Do đó, Malaysia và Việt Nam có thể hợp tác để phát triển công nghiệp quốc phòng, từ đó giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ bên ngoài. Việc cùng nhau phát triển, sản xuất và bảo trì các thiết bị quân sự sẽ giúp cả hai nước tiết kiệm chi phí và tăng cường khả năng tự chủ trong quốc phòng. Xét về mặt địa chính trị, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Malaysia, đặc biệt trong lĩnh vực hải quân và không quân, có thể tác động đáng kể đến tình hình địa chính trị trong khu vực Đông Nam Á và Biển Đông. Thứ nhất, sự hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia có thể thúc đẩy các nước ASEAN khác tăng cường sự hợp tác quân sự và an ninh trong khu vực. Điều này có thể giúp ASEAN duy trì một mặt trận thống nhất trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông, giảm thiểu khả năng bị chia rẽ bởi áp lực từ bên ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc. Đồng thời, hợp tác này có thể dẫn đến việc thiết lập các cơ chế hợp tác an ninh khu vực mới hoặc củng cố những cơ chế hiện có, nhằm bảo vệ lợi ích chung của các quốc gia ASEAN trước các mối đe dọa chung, đặc biệt là liên quan đến an ninh hàng hải. Thứ hai, hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia có thể làm gia tăng áp lực lên Trung Quốc trong việc thực hiện các yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Nếu hợp tác này dẫn đến việc tăng cường tuần tra chung hoặc hoạt động quân sự trong khu vực tranh chấp, Trung Quốc có thể phải đối mặt với sự phản kháng mạnh mẽ hơn từ các nước trong khu vực. Sự phối hợp giữa Việt Nam và Malaysia có thể tạo ra một lực lượng đối trọng đáng kể đối với Trung Quốc, đặc biệt là trong các khu vực tranh chấp như quần đảo Trường Sa. Điều này có thể buộc Trung Quốc phải cân nhắc lại các hành động của mình trong khu vực nhằm tránh gây căng thẳng quá mức hoặc dẫn đến các xung đột quân sự. Thứ ba, hợp tác quốc phòng chặt chẽ giữa Việt Nam và Malaysia có thể thu hút sự quan tâm và hỗ trợ từ các cường quốc ngoài khu vực như Mỹ, Nhật Bản và Australia, những nước có lợi ích chiến lược trong việc duy trì tự do hàng hải và ổn định ở Biển Đông. Hợp tác này có thể mở đường cho các cuộc tập trận đa phương và các hoạt động phối hợp quốc tế khác trong khu vực nhằm thúc đẩy an ninh và ổn định. Điều này có thể làm gia tăng sự can dự của các cường quốc bên ngoài vào khu vực Đông Nam Á. Thứ tư,
là động lực cho các nước ASEAN khác có thể cảm thấy áp lực phải tăng cường khả năng quân sự và hợp tác quốc phòng để không bị bỏ lại phía sau, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng ở Biển Đông. Nếu hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia gia tăng áp lực đối với Trung Quốc, nước này có thể phải điều chỉnh chiến lược quân sự của mình ở Biển Đông, có thể bao gồm việc tăng cường sự hiện diện quân sự hoặc tìm kiếm các phương thức ngoại giao để giảm căng thẳng. Hơn nữa, sự hợp tác này có thể được Mỹ và các đồng minh xem như một yếu tố tích cực trong việc kiềm chế sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc. Mỹ có thể tăng cường hợp tác với cả Việt Nam và Malaysia, cung cấp hỗ trợ quân sự hoặc thúc đẩy các liên minh an ninh nhằm bảo vệ tự do hàng hải. Thứ năm, hợp tác quốc phòng chặt chẽ có thể dẫn đến sự phát triển của các công nghiệp quốc phòng nội địa ở cả Việt Nam và Malaysia, góp phần tăng cường khả năng tự chủ về quân sự. Điều này cũng có thể khuyến khích sự hợp tác sản xuất quốc phòng giữa các nước ASEAN, giảm sự phụ thuộc vào các cường quốc bên ngoài. Tóm lại, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Malaysia có thể tác động lớn đến cục diện địa chính trị trong khu vực Đông Nam Á, góp phần định hình mối quan hệ quyền lực ở Biển Đông và tạo ra những thay đổi chiến lược đáng kể trong chính sách của các cường quốc cả trong và ngoài khu vực. Tàu Trung Quốc lại tiến sâu vào thềm lục địa của Philippines. Vâng thưa quý vị, sau khi xâm phạm các vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, thì người ta lại phát hiện ra vào ngày 14 tháng 8, tàu Yihan Yukher 6 của Trung Quốc dường như đang đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, chỉ cách đảo Dalupiri ở tỉnh Cagayan 40 hải lý. Có vẻ như đối với Trung Quốc, không có quốc gia nào được hưởng vùng đặc quyền kinh tế, nhưng bằng cách nào đó, Trung Quốc lại sở hữu toàn bộ vùng biển đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực. Câu hỏi đặt ra là, việc Trung Quốc xâm phạm liên tiếp các vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Biển Đông sẽ gây ra hệ lụy gì? Quý vị thấy đấy, Trung Quốc đang rất liều lĩnh tới coi thường tất cả những quy định của luật pháp quốc tế. Điều này có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và các quốc gia có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia. Những sự cố này có thể dễ dàng leo thang thành các vụ động độ hoặc xung đột quân sự, đặc biệt là khi các quốc gia liên quan phải bảo vệ chủ quyền của mình. Nó không chỉ gây mất ổn định khu vực, mà còn có thể kéo theo sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài như Mỹ và Nhật Bản. Khi Trung Quốc càng mạnh bạo thì lại càng tạo điều kiện cho Mỹ và các đồng minh như Nhật Bản, Australia và Ấn Độ gia tăng sự hiện diện và can thiệp quân sự trong khu vực nhằm bảo vệ tự do hàng hải và cân bằng quyền lực. Điều này có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang và làm gia tăng nguy cơ xung đột lớn hơn. Sự xung đột gia tăng ở Biển Đông có thể trở thành một phần của cuộc cạnh tranh chiến lược toàn cầu giữa các cường quốc lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này có thể làm gia tăng căng thẳng không chỉ ở khu vực Đông Nam Á, mà còn ở các khu vực khác trên thế giới. Mặc dù là như vậy, nó cũng có tính tích cực là khiến các quốc gia nhỏ ở trong khu vực nhận thấy rõ dã tâm bành trướng của Trung Quốc, từ đó kích thích các nước dần dần lựa chọn hợp tác đa phương thay vì phụ thuộc chặt chẽ vào Trung Quốc. Sau đó họ sẽ điều chỉnh lại chính sách đối ngoại, liên kết với nhau để cùng chống lại một gã to con ưa sử dụng cơ bắp. Nhìn chung, sẽ có một thách thức đối với ASEAN và cả các nước trong khu vực. Họ sẽ phải lựa chọn hoặc là bán mình cho Trung Quốc để cầu yên ổn, hoặc là kiên quyết bảo vệ chủ quyền và không nhượng bộ dù chỉ là một tấc đất. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Xin quý vị hãy để lại quan điểm của mình để tiếp tục đóng góp cho chương trình của chúng tôi. Đừng quên nút like và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.